Xin chào các bạn, bây giờ đang là quang cảnh của showroom di động thông minh chiều ngày 27 tháng 3. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay đó là anh. Anh có thể tự giới thiệu về mình được không? Mình Trần Đức Thành. Hiện tại mình đang làm anh đã tham gia event mua LG Nexus 4 với giá 1.000 đồng bên em đúng không? Và số điện thoại của anh bao nhiêu nhỉ? Anh có thể nói của mình là 0904 73 1386. 1386, ok. Số điện thoại của anh sau khi mà bên em quay số trúng thưởng và đã đối chiếu là hoàn toàn trùng khớp với số mã số trúng thưởng bên em. Thì cũng như là đã đăng thông tin thì hiện tại bây giờ đây là chiếc LG Nexus 4. Đây là sản phẩm trúng thưởng bên anh. Chúc mừng anh. Dạ vâng, ok. Và bây giờ thì xin anh vui lòng thanh toán 1.000 với bên em. Ok, hãy xem số series của tờ 1.000 này. 1, 2, 4, 6, 3, 3, 9. Tối nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đấu giá tờ 1.000 may mắn. Xin chân thành cảm ơn anh. Mong anh sẽ tiếp tục ủng hộ cửa hàng và tham gia các event ở trên Facebook cùng với bên em. Vâng, cảm ơn anh.